mất đi cái tự do của mình đó đó, bạn hiểu không? Cái quyền con người đó, cái quyền con người và cái tính tự do của mình, mình không được nói lại với người ta, trong khi mình có cái chính kiến của mình, mình không thích người ta rõ ràng, người ta nói sai nói đồ mình cũng phải dạ nín, trở thành một thằng nịnh, một thằng hèn. Hello cả nhà, hôm nay đây nè, mấy hôm nay thì mấy cái clip đây nè rần rần hết á, để cho cả nhà xem. Với người trẻ ở Việt Nam, mấy anh chàng này thì anh kiểu chưa có trải nghiệm cái cuộc sống ở bên này, thì cũng không có hiểu được cái gì ở cuộc sống ở bên phương Tây hết á. Mà điển hình đó, mình nói ở những video trước đó là đặc biệt là những cái quốc gia như Mỹ, Úc, Canada hay là cái khối châu Âu. Bây giờ mình chia sẻ với cả nhà cái đoạn video của anh chàng này, anh nói này. Này là gọi là cô gái có râu. Sau cái video 90% Việt Kiều ra nước ngoài là bị vỡ mộng và có một cái cuộc sống khó khăn hơn, thì mình nhận về rất là nhiều những ý kiến trái chiều, bị chửi bới, bị miệt thị rất là nhiều. Thì em đã ẩn cái video đó và cái video này em sẽ chơi tiếp và chơi tới anh chị luôn. Cái ý của em á là ở Việt Nam đã sống không nổi rồi thì đi nước ngoài, đi Mỹ, đi Úc, đi những cái nước văn minh á, nghĩ coi sao mình sống nổi. Chứ ý của em á đâu phải là Việt Kiều nào đi qua nước ngoài xong rồi cũng banh xác, cũng không sống nổi. Tất nhiên những người ưu tú, những người giỏi giang, những người có nền tảng vững chắc, họ vẫn có thể thành công được. Nhưng mà thử hỏi coi có được bao nhiêu người. Và em làm video đó thì em đã thấy những cái trường hợp trong gia đình họ hàng quen rồi, và em thấy xung quanh em rất là nhiều người họ đang mơ mộng. Ở Việt Nam là một cái nơi rất là dễ sống, một cái nơi rất là lý tưởng rồi, mình sống còn không được, mình còn đổ lỗi đấy là do bản thân mình yếu kém. Chứ mà theo anh chị á, ở Việt Nam sống không nổi á thì đi qua nước ngoài á, điều gì làm cho anh chị bảo đảm là anh chị có thể có một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn vậy? Anh chị cứ chia sẻ thiệt với em đi, ở bên Mỹ có thật sự sướng không và sướng như thế nào? Chứ em đang ở Việt Nam nè, sướng thấy mẹ luôn á. Sáng ngủ dậy muốn đi chơi, uống cà phê, uống trà, đi thoải mái không cần phải hỏi ý kiến của ai. Còn ở bên đó ngủ dậy mà thấy bà lúc vẫn phải lết đi làm, đúng không? Em làm cái video đó không phải để tấn công anh chị, mà để cho những cái người đang ở Việt Nam nè, những cái người thấp cổ bé họng, thiếu hiểu biết, họ phải rào trước được tất cả những cái gì họ sẽ gặp khi mà họ đi qua bên đó. Người quen quen cũng đã bị rồi nè mọi người, qua đó cứ nghĩ mình sẽ hạnh phúc, cuối cùng đâu hề hạnh phúc, con họ còn bị trầm cảm khi mà ở chung với họ hàng nữa. Em cũng mong là các anh chị Việt Kiều nào đã thành công, đã giàu có rồi và qua đó để mà hưởng thụ cái sự văn minh á, các anh chị đừng có để bụng em. Em chỉ đang cảnh báo cho những anh chị nào đang ở đây và nghĩ là ở đây mình đang đau khổ và qua đó mình sẽ hạnh phúc. Điều đó không bao giờ có, đúng không anh chị? Và nếu mà anh chị nào lên chửi em quá, nói em sai á, thì nếu anh chị đang có hơn 1 triệu đô trong tài khoản á, lên video đi, chứng minh đi, chửi ngược lại em đi, cho tất cả những người Việt Nam đều thấy bên đó sướng lắm, dễ kiếm tiền lắm, thành công, hạnh phúc, sung sướng, văn minh. Nếu anh chị nào đang có hơn 1 triệu đô á, thì lên video đi, lên đối chất với em cũng sẽ lên để đối chất với anh chị, tiện thể em sẽ học hỏi từ anh chị luôn. Còn nếu mà cứ lên chửi em khơi khơi như vậy á, thì em cũng không phục. Và em nghĩ tất cả những người Việt Nam yêu nước họ cũng sẽ không phục. Em xin phép ngồi đây và đợi anh chị nào lên video đó nha. Thì mình thấy cũng rất là nhiều người, ngay cả ở trong nước các bạn, ngay cả ở trong nước rồi ngay cả ở những người ở nước ngoài, người ta đều có cái góc nhìn nó ngược với anh chàng này. Thì khi mà anh chốt lại thì anh nói về vấn đề liên quan là có tiền chắc chắn. Thì bây giờ thì ở những video trước mình cũng nói với các bạn đó, ở Việt Nam có tiền là hạnh phúc nhất. Những anh chị nào có tiền tỷ trở lên đó, mà đã an phận rồi, cảm thấy đời sống thu nhập tốt rồi, có thời gian nghỉ ngơi rồi, thoải mái rồi, thì nên sống ở Việt Nam. Thứ nhất là cái văn hóa của mình, thứ hai nữa ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, những đường đi nước bước, tất cả luật lệ các bạn, các anh chị đều biết. Còn để mà đi qua nước ngoài, nếu mà ở cái độ tuổi lớn mà đi qua nước ngoài mà chỉ có tiền ở Việt Nam rồi mà mang qua nước ngoài để mà sống, quay lại một cái cuộc sống bình thường thì không nên đi. Đó là một cái điều chắc chắn. Như vậy qua nó bị đảo ngược lại toàn bộ. Đang ở, đang yên, đang lành ở Việt Nam, đi qua bên này thì nó sẽ vất vả những năm đầu. Còn những cái điều mà hạnh phúc sống ở bên này đó, thì bây giờ mình chỉ nói với cả nhà, một người bình thường, những người như lời của bạn này nói đó, là nếu mà ở Việt Nam nghèo khổ hay là không có tự mà tiến thân cho cái cuộc đời của mình đó, thì làm sao mà qua những cái đất nước văn minh để làm gì có cơ hội để mà phát triển với người ta. Qua bên này thì nì khi người da trắng da màu gì đó nó kỳ thị người Việt Nam rồi, nhiều thứ nó mình không có thể nào mà bằng người khác được. Thì đó là bạn đó
nhận xét sai sai lầm. Ở những quốc gia văn minh nó không có kỳ thị, nó không có kỳ thị mang tính chất là lộ ra ngoài, lộ ra ngoài thì bạn sẽ bị vi phạm pháp luật vậy thôi. Mà pháp luật ở bên đây nếu mà họ có chứng cứ, ví dụ như là bạn nói, họ thu âm bạn nói, ví dụ như bạn lên trên internet như thế này, mạng xã hội, bạn nói là tôi kỳ thị ông A, tôi kỳ thị bà B trên này cho nọ, thì cái người ta sẽ lưu lại cái video đó, người ta sẽ đi kiện bạn. Đó là cái chứng từ rõ ràng, giống như cái lời của bạn này nói. Nếu mà bạn sống ở nước ngoài, nếu bạn sống ở Mỹ, ở Úc, ở Canada mà bạn nói lên vậy, bạn nói cái ngôn ngữ theo cái kỳ thị như vậy thì bạn sẽ bị ra tòa. Đó, nếu mà nói chung chung, nếu mà chỉ đích thị một cái người nào đó, một công ty, một gia đình nào đó, một cái dân tộc nào đó, bạn cũng có thể bị kiện. Đó là cái tính chất kỳ thị. Cho nên ở bên này người ta kỳ thị như lời bạn đó nói, kỳ thị người ta để trong lòng, thì ở để trong lòng thì cái chuyện của người ta, làm sao bạn biết người ta kỳ thị. Người ta, nếu người ta để trong lòng, người ta bỏ đi, thì mình phải hiểu là người ta không thích mình thôi. Mình không thể đưa ra một cái từ là người ta kỳ thị mình, đúng không? Thì tôi không thích anh, tôi bỏ tôi đi, tôi nín, tôi bỏ tôi đi, tôi cái hành động tôi không thích. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình bẻ cho nó lớn chuyện lên, rồi mình nói, mình bung ra, mình nói ôi thằng này như thế này, thằng này thế kia, là mình kỳ thị bằng có hành động, có cái chứng từ đàng hoàng. Đó là sai. Còn ở bên này, đối với những quốc gia phương Tây, nó đối xử công bằng, luật lệ của người ta gọi là công bằng, từ trên tới dưới, từ thủ tướng cho tới người dân thường. Thủ tướng đi ra mua những cái thức ăn nhanh hay là đi ra chợ đây, được tất cả các shop họ phải xếp hàng giống nhau, không có chuyện cung phụng lấn lướt, kéo dàn trước kéo dàn sau, trừ khi họ đi làm công vụ của họ thì có bảo vệ hay là cái gì đó là chuyện công vụ. Chuyện việc làm của họ thì cần phải có những cái gì đưa đón, đó là chuyện riêng. Còn khi mà họ trở về cái đời thường bình thường thì họ vẫn là một công dân bình thường, ra khỏi sở công việc của họ đó, họ trở về một dân thường thì họ phải xử sự được công dân bình thường giống nhau. Và ngay cả trong những công nhân việc làm cũng vậy, họ đối xử công bằng. Bạn có đủ sức khỏe, bạn có đủ trình độ, bạn đi xin việc làm theo khả năng của mình, họ đối xử y chang như nhau. Bởi vì người Úc bên này có nhiều người lớn tuổi, 60-70 tuổi, người ra đi xin việc vẫn là bình thường. Hãng của mình có nhiều người Anh rồi qua bên này sống đó, qua Úc rồi sống, 60 tuổi, 60 mấy tuổi, họ xin vô hãng, họ làm, họ hàng, họ đồ bình thường. Trừ khi họ làm không được, không được việc thì chủ họ sa thải, họ cho mình đi chọn việc khác, tại làm kém quá, kém hiệu quả. Còn nếu làm đủ năng lực thì người ta đối đãi như nhau, nó không có mang cái tính chất là kỳ thị hay là kỳ thị dân tộc này dân tộc kia. Tại vì ví dụ như là ở trên hãng của mình cũng có người Hàn Quốc nè, người Nhật Bản nè, người Ấn Độ nè, người Việt Nam mình nè, vẫn làm giống nhau. Mình là người qua bên này mới qua, chưa có thường trú nhân, cũng được xin vô làm, không có tay nghề gì hết. Khi mà hãng nó cần người thì bây giờ vô làm đi. Vô làm thì ban đầu năng lực mình yếu kém, mình chưa có biết gì hết thì tiền mình thấp. Sau đó làm vài năm thì nó thấy làm được việc, đúng không? Tăng lương thế thôi. Thì sau đó thì mình trở thành thường trú nhân ở bên này, rồi mình có quốc tịch, ta vẫn đối xử bình thường. Chứ nó không có một cái thái độ là mày có quốc tịch rồi ta phải làm như thế này cho mày, làm như thế kia, không có. Nó vẫn bình thường thôi, nếu mình làm được việc nó vẫn tăng lương. Rồi, ví dụ như hãng của mình đây bình thường, những cái người mà di dân như là Hàn Quốc nè, Nhật Bản nè, hay là Ấn Độ nè, nó đi qua diện như là visa du học nghề nè, rồi nó xin vô làm thì hãng cũng nhận thôi, nhận rồi cũng làm full time thì nó làm đúng luật bên này thôi, muốn bảo lãnh nó bảo lãnh luôn. Rồi những người Hàn Quốc cũng vậy, đi qua du lịch như là working visa nè, được đi làm nó cũng nhận luôn, nó cũng trả lương bằng nhau, mình cũng chẳng thấy nó cái gì. Mình làm tốt nó trả lương tốt. Mình thấy mấy Hàn Quốc vô sâu rồi, nếu mà làm tốt nó cũng trả lương giống như mình làm cũng trả giống như Ấn Độ cũng trả ngang ngửa nhau, giống nhau thôi à. Chỉ có điều là gì, ở bên này người Việt với nhau hay là gì đó, hay là người ta rất là tế nhị, biết nhau về chuyện tiền lương, chẳng qua là đốn phỏng đốn mò, ông này lương bao nhiêu, ông kia lương bấy nhiêu, đốn mò thôi, chứ còn nó cũng chênh lệch cái mức lương này mức lương nọ các bạn. Nhưng mà cái đó là tế nhị, là người ta không có hỏi, là chạy qua hỏi lại mày lương nó trả mày bao nhiêu, người ta không có nói. Tại vì khi biết cái lương á thì nó sẽ bị đố kỵ lẫn nhau nha, nó làm khó xử được tình cả trong hãng trong xưởng rồi. Thì đó là cái lối sống ở bên này, nó không giống như Việt Nam mà các bạn
lương của người này biết, lương của người kia biết, hừa hỏi xong biết thấy người ta lương cao quá về hậm hực, tự giọng mình hậm hực cầm đồ ganh ghét đố kỵ người ta. Cái đó là ở bên Tây thì người ta không không có cái tính đó. Đặc biệt nói chung là cái bản tính con người không phải dân tộc nào cũng giống nhau các bạn. Nếu mà bạn biết người ta thu nhập bao nhiêu trong ruột của bạn tự hiểu, đúng không? Thấy người ta làm nhiều mà bạn ao ước vô tôi ráng tôi làm cho ông đó, hoặc là bạn tự nhiên cùng một việc với nhau bạn thấy biết người ta thu nhập cao các bạn cảm thấy ganh ghét đố kỵ người ta, hoặc là bạn thấy người ta lương thấp hơn mình với mình đây rõ ràng khinh miệt rồi mình cảm thấy mình háo thắng lên. Đó là cái tâm lý con người. Còn cái chuyện mà đó là cái tính công bằng ở bên này, nếu mà bạn qua bên này đúng hợp pháp với lại một cái visa hợp pháp, bạn được đủ điều kiện để bạn sống bình đẳng với là một cái công dân ở bên này. Còn nói là qua bên này khổ, đúng thì cái người Việt mình nếu mà ở Việt Nam mà trong thời kỳ này nó khá là sung sướng hơn cái thời kỳ trước mấy chục năm trước, là mình lao động chân tay rồi mình bất kể đúng không, qua bên này nó làm việc nó cũng chân tay nhưng mà nó đúng giờ đúng giấc rồi mình cảm thấy đời sống nó nhàn nhã hơn. Nhưng bây giờ thì ở Việt Nam thì có vẻ sướng hơn, nhưng mà sướng dành cho những người ổn định rồi, chứ còn những người mà bây giờ đang thấp tha thấp thỏm công việc không tốt nhà cửa không ra hồn ra vía gì, người ta không nuôi một cái mộng đi nước ngoài, đó là một cái điều hoàn toàn chính đáng, một lý do chính đáng. Ngay bản thân của mình ngày kia của mình cũng thấy làm ăn Việt Nam cũng chẳng có ngon lành gì hết, mình cũng nghĩ tới con đường đi nước ngoài. Nếu bây giờ nếu đặt địa vị bây giờ mình ở Việt Nam cho phép quay trở lại cái quá khứ đó mà hiện tại bây giờ thì mình vẫn chọn đi nước ngoài, mà đặc biệt những quốc gia này chứ không phải là những quốc gia như là Singapore, Hàn Quốc hay là Nhật Bản hay là Đài Loan, bởi vì những quốc gia đó nó là những quốc gia gọi là thịnh vượng bây giờ nhưng nó không có văn minh, bởi vì nó cái cốt của nó vẫn còn châu Á các bạn, nó không giống như phương Tây như Úc, Mỹ, Canada hay một số châu Âu khác, một số quốc gia khác nữa. À, mình nói như New Zealand rồi đó, cái khi mà họ đạo luật và cái con người của họ đi tới một cái bước khác đó, nó khác hoàn toàn. Cho nên ở Việt Nam các bạn cứ thấy là qua bên này nghèo khổ hay là không vô gia cư hay là những cái gì đó mà các bạn tính là có thể giống như Việt Nam thì nó không, hoàn toàn nó không có, nó ngược hoàn toàn, nó sai lệch hoàn toàn. Bởi vậy cho nên nhiều video trước đó, hay là nhiều người Việt kiều bên này người ta không có giải thích nhiều, người ta bực dọc quá người ta nói ra, người ta không có thời gian giải thích người ta nói tắt ngang, người ta bực mình quá người ta kình luôn chửi luôn. Chứ không phải, nó hoàn toàn nó trái ngược, nó giống như là mặt nửa dòng trái đất vậy, nó đảo lộn hoàn toàn vậy đó. Thì các bạn biết ở những quốc gia như là thịnh vượng như là Hàn Quốc, Đài Loan hay là Singapore rồi bây giờ đi, hay là Trung Quốc đi, Nhật Bản nó có thay đổi một ít, Nhật Bản có văn minh nhưng mà nó cũng không bằng đâu, nó không bằng mấy quốc gia này đâu, nó vẫn còn cái gốc rễ của người châu Á. Các bạn sống lâu bạn sẽ có những cái thiệt thòi, những cái quy tắc cổ hủ của nó. Còn những quốc gia như là Hàn Quốc đồ thì nó có giàu có nhưng nó không có văn minh. Nhưng mà ở những cái chỗ như là chẳng hạn như các bạn chưa thấy bao giờ thấy người Nhật về Việt Nam để mà tiễn gái đúng không, tiễn vợ tiễn chồng đem qua đúng không, bạn chỉ nghe là Đài Loan thôi, Đài Loan về tiễn vợ thôi đúng không, bắt nữ Việt Nam đứng xếp hàng đúng không, chọn lựa từng em một, nói đây là đụng chạm tội lấy nỗi khổ của người phụ nữ Việt Nam. Người Hàn Quốc về Việt Nam kén vợ các bạn thấy không, họ đứng họ xếp hàng họ chọn, nhưng bạn chưa bao giờ thấy người người Nhật Bản làm hành động đó, nó là tức là nó văn minh rồi đó, trên con đường của nó văn minh hơn, có những thứ nó văn minh hơn nữa. Còn các bạn bao giờ bạn thấy người Tây, người Mỹ hay là người Canada, người Úc, người New Zealand họ về họ biểu là đứng xếp hàng không, có tuyệt đối không có ha. Họ về quan điểm họ thích họ tán gái, ai có nhu cầu cao họ tán gái đi tới như cái hộp này hộp kia đồng ý thì họ nhận làm vợ làm chồng partner với nhau bảo lãnh qua ở, chứ không có cái chuyện tuyển vợ. Nói cái con người của họ đi tới một cái bình đẳng rồi, cái nhân cái con người của họ nó cao hơn, nó khác nhau hoàn toàn, đó là tính bình đẳng yêu thương lẫn nhau, rõ yêu thương với nhau rõ ràng chứ không phải là đi đi tuyển cứ vợ cái đồ mà tuyển đó. Đó là mình nói sơ sơ. Còn khi một người Việt Nam của mình muốn đi xuất khẩu lao động, các bạn thấy không, ở Việt Nam như anh chàng đã nói đó, ở Việt Nam mà không có tiến thân được tức là do lỗi cho mình thì đúng đi, nhưng những đối với là một cái đất nước của Việt Nam mình dân đông thu nhập thấp
cạnh tranh cao, những người có cơ hội và nó không có công bằng với nhau. Luật lệ nó giống như là cái kiểu mà mình nói nó từ hơi nặng, người ta gọi là tự do công bằng, thì Việt Nam nó có nhiều cái nó nhiều khê. Những người khôn lanh, những người cơ hội, những người có chức có quyền hay là có tay trong tay ngoài, nó thông đồng với nhau, nó chiếm cái cơ hội ra trước, nó không đỡ cho những người thấp cổ bé họng, những người nghèo khó mất đi cái cơ hội đó. Ai cũng có khát khao làm việc hết á. Thì bây giờ thì có nhiều người xuất khẩu lao động như ở những cái tỉnh Nghệ An ngoài Bắc rồi đó, người ta đi xuất khẩu lao động, người ta đi qua Anh, qua đâu nó đi châu Âu, bây giờ về người ta xây cấp nhà lầu nhà đồ cả làng, thấy không? Nếu mà họ không có đi thì mảnh đất đó không có cấp nhà nổi. Mà một điều hiển nhiên lâu nay đó, những người Việt Kiều đi á, thì hầu như người ta cái già của người ta bắt đầu phát triển lên. Nếu có một người con ở bên này, ở những quốc gia như thế này, cho dù ở Hàn Quốc ở đâu cũng vậy, đương nhiên cái khổ đó mình sẽ nói, lát nữa mình sẽ nói, khi một người xuất khẩu lao động hay một người có gia đình mà có một người Việt Kiều ở bên này, thậm chí một người trở lên đó, thì ở quê nhà các bạn, ở nhà quê nhà Việt Nam, cái mái nhà đó, cái ngôi nhà đó nó thay đổi. Hiện tại bây giờ có nhiều YouTuber người ta cũng nói rồi, khi có một Việt Kiều bên này, người ta gia đình người ta sẽ thay đổi về cái bữa cơm, về cái đời sống nó bắt đầu nó thay đổi, nó nhàn nhã hơn, ngôi nhà của người ta có thể thay đổi trở nên khang trang hơn, chưa nói là giàu có. Có nhiều người, người ta có tiền thì người ta cấp lầu 5, lầu 7, 7 mế. Có nhiều người thì đầu tư về cấp khách sạn, nhà hàng, làm sao mà các bạn biết được, đúng không? Thiếu gì đầy ngay á. Ở ngoài Huế thì người ta gửi tiền về xây lăng, xây tắm, cấp nhà, cấp cái lăng, cấp ngôi mộ một cái tỷ đồng. Các bạn thấy cái ngôi thành phố ma ở Huế đó. Đó là những cái mà thành tựu trước mắt chúng ta có thể thấy. Bây giờ là mình nói tới cái chuyện khổ cực ở bên này. Người Việt Nam mình qua bên này, đầu tiên nó nặng nề nhất đó là sốc về ngôn ngữ. Chúng ta đi mà không ngôn ngữ, chúng ta không nói, có nhiều cái thiệt thòi. Mà đã thiệt thòi thì hầu như người Việt Nam mình chọn lựa những cái công việc nó nặng nhọc hơn những người bản xứ. Nhưng không phải là những cái công việc đó chỉ dành cho người Việt Nam, mà thậm chí có người bản xứ người ta vẫn làm. Người tai to thịt bắp, người bản xứ người ta vẫn làm nha. Chắc lẽ là người Việt mình so sánh với những người Việt đã đi trước rồi, hay là những người giỏi hơn mình, người ta mới thấy cái việc đó người ta muốn làm nhưng mà làm không được. Ngôn ngữ không được thì khỏi phải đành né nó ra một bên, đợi cơ hội thì phải vô làm việc. Mà người Tây, những người xanh đẻ bên này, người Tây luôn, người Tây trắng, Tây đen gì cũng vậy hết. Trừ những người mà da đen thì họ lười biếng hơn, họ không muốn làm, cho nên những cái việc đó họ không muốn làm. Họ thích nổi tiếng, họ thích làm những cái việc đá bóng, nó đồ nghệ thuật, nó đồ. Họ cái tánh của họ là như vậy. Họ cho là cộng đồng dễ bị tổn thương đó, đụng chạm tới họ thì họ hay nằm dạ, hay rối loạn lên. Còn đối với người Việt mình là cầu tiến, cho nên mình phải chịu thiệt thòi để mà mình tiến cái thân của mình, thì hầu như là nó hơi khổ. Qua thì chịu thiệt một chút xíu. Cái bản năng người Việt là luồn lách, là trùm các bạn. Từ thời kỳ trước kia chiến đấu chiến tranh cả ngàn năm nay rồi, biết bao nhiêu chuyện khổ người Việt nó đúc trong đầu của người Việt rồi, đúng không? Ngay ra sanh ra từ lớn nó đã luồn lách, từ nhỏ nó đã hối lộ đứa bạn, cho mày cục kẹo này, mày cho tao copy bài. Cái văn hóa, cái xã hội của Việt Nam đã đào tạo đúc con đứa con nít từ nhỏ đó, nó lanh lợi từ nhỏ đó. Mình không phải nói mọi người đâu, ngay cả bản thân mình cũng vậy. Ngay từ nhỏ mình cho tao, copy bài, chúng ta đã mua cà rem cho mày ăn, đúng không? Tính gian lận, tính luồn lách nó đã có ngay từ nhỏ rồi. Cái văn hóa xã hội của mình là như vậy rồi. Bên Tây nó không có cái đó, bên Tây nó không copy, hiểu không? Có hay không thì chắc lớn lên thì mình chưa sống trong đó, nhưng mà về cái mặt trung thực thì mình chưa đi học, mình chưa thấy. Chắc đâu đó là cũng có, nhưng mà nó tính minh bạch nó hơn. Việt Nam mình là luồn lách rồi, copy bài rồi, trao đổi bài rồi, chúa rồi. Lo lốt với nhau, nó lo lốt ngay từ cấp tiểu học, từ mẫu giáo á. Thì nó lớn lên thì nó lớn bậc từng bậc, nó mức độ cao hơn thì lớn lên rồi vô làm chính quyền là càng hối lộ, làm ăn thương gia thì càng hối lộ nữa. Thượng đội hạ đạp nó sanh ra từ đó. Thì qua bên này rồi, mình bị mất đi cái cơ hội luồn lách đó, mình phải đứng ra bằng cái nỗ lực của mình. Nhiều khi mình muốn lo lót luồn lách, đúng không, thì chỉ có đi tới người Việt thôi. Các bạn mà tới người Việt thì nhiều khi ông có lợi thì tôi cũng phải có lợi. Người đi trước, người ông đi, tôi đi trước, ông đi sau, ông phải thiệt thòi hơn tôi chứ, làm gì có chuyện mà ông lợi hơn tôi.
người ta không phải là cái người đi sâu, không phải là người ta không biết, nhưng mà ông phải chịu cúi luôn ông mới được hưởng cái đó. Đó là cái thói quen, cái lối sống của người Việt Nam mình là như vậy. Còn đối với Tây, người ta đã mở được một cái công ty, người ta mở một cái công việc cho mình, à mà vô đúng không, bây giờ tao đang cần người, tao không cần người thì tao không nhận, tao đang cần người thì tao nhận mày, tao nhận mày thì mày làm được thì mày lấy tiền, không được thì thôi. Nếu vậy còn đi vô làm thì bắt đầu mình phải làm giống như tay người Tây Trắng, người Ấn Độ, người Trung Quốc, người Hàn Quốc, người Nhật Bản, người Anh, người tất cả mọi sắc dân, người ta làm chung với nhau, anh làm được tôi trả tiền. Người ta trang hòa, người ta quý mến lẫn nhau, đương nhiên là phải có xung đột. Xung đột là do cái bản chất, cái văn hóa của mình, rồi mình kỳ thị với nhau, rồi mình xung đột với nhau. Chứ người Tây, người Úc hay là người người Mỹ, người ta trang hòa, người ta đâu có bàn cãi cái chuyện đó đâu. Do mình làm việc chung, mình không bị xung đột, các bạn mình đấu đá lẫn nhau, mình chê bai, văn hóa nó khác biệt là mình tự xung ấy. Người Việt mình á cũng trùm kỳ thị chứ không phải là ấy đâu. Rồi bạn không nói trong nước hay là ngoài nước, ở trong nước mình cũng chúa kỳ thị, mà qua bên này cũng trùm kỳ thị. Thậm chí là mình ngồi nói chuyện với nhau mình vẫn chê cái sắc dân khác, mình chê Trung Quốc, mình chê Ấn Độ, mình chê bú xua. Thì người Ấn Độ người ta cũng phải chê mình lại, nhưng mà cái luật là trước mặt người ta không được phép chỉ vô mặt mày là thằng Việt Nam, mày là như thế này như thế kia, coi chừng kiện tróc đầu đấy, không giỡn đâu. Cho nên nó sống bình đẳng, năng lực của mình làm. Còn bên này đời sống người ta có những cái nó tốt đẹp hơn là gì, mức thu nhập bên này nó ổn định, nó cao, cái đồng tiền của nó có giá trị. Bạn qua bên này bạn làm 5 năm 10 năm, nếu đồng tiền đó bạn không mua nhà mua cửa bên này đúng không, thì bạn có 100.000 200.000 đô la, bạn gửi về cho Việt Nam mấy tỷ bạc, bạn cất cái nhà thiệt to lên rồi. Nếu một người công dân ở Việt Nam bây giờ người Việt Nam mà làm công dân đó, ở đẳng cấp của người đó thôi, ví dụ những người mà có thu nhập 1 tỷ bạc hay là gì đó như hồi nãy mình nói đó, thì qua bên đây đúng khổ. Tự nhiên mình đang sướng, bây giờ mình qua đây mình phải đi làm bằng giống những người giống như ở bên này. Còn lại những người mà ở Việt Nam làm công nhân đó, người ta qua bên này đó là một cơ hội tuyệt vời. Nó cái đời sống của người ta nó gấp 10 lần, đúng không? Họ muốn cho gia đình của họ ở Việt Nam cất một cái căn nhà 20, 30 để khang trang, bằng bạn bằng bè họ hàng nhìn ngó thèm thuồng. Thì họ qua bên này họ làm việc chính đáng, họ gửi về bên đó làm vài ba năm họ có rồi. Chứ hơn nữa họ, các bạn ở Việt Nam bạn đi học đại học rồi đồ ra làm bù đầu bù óc 5 năm 10 năm chắc gì có cái nhà như đó không. Từ bấy lâu nay Việt Kiều người ta đi ra nước ngoài như Mỹ, Nhật Bản, Úc, Canada, người ta gửi về người ta cất nhà ầm ầm. Bao nhiêu người Việt Nam mà đi làm học hành xong đi làm việc cất được những cái căn nhà như vậy, nó hiếm lắm các bạn. Trăm đứa được một đứa thôi đó các bạn. Bây giờ đi học làm giáo viên hay là làm cán bộ hay là làm kỹ sư rồi đó, có mấy thằng nó cất được cái nhà to nhà bự đâu. Bây giờ lại mua được cái căn nhà chung cư hay căn nhà nhỏ nhỏ đủ ở là mừng lắm rồi. Muốn mua căn nhà là phải vay mượn từ cả dòng họ luôn. Bạn bè của mình ở Việt Nam người ta muốn mua nhà, nhiều khi gọi điện cháy điện thoại của tao, bây giờ tao muốn mua nhà được kẹt quá. Ở bên này nó có những cái đời sống nó cao hơn thì mình phải hòa nhập ở bên này, mà cái đồng tiền nó cao hơn, nó có giá trị hơn để mà lo cho Việt Nam nó nhiều hơn. Một người qua bên này có thể chăm sóc được cả gia đình ở bên Việt Nam nếu ăn uống bình thường. Đừng có chơi bời quá, gửi bao nhiêu về chơi, mua xe, mua cổ, mua nhà, mua cửa, ai mà chịu nói. Một người đi lao động mà nuôi cả nhà thì mình nuôi miệng ăn thôi, chứ mà nuôi mà ăn chơi luôn có người ta chết à. Ngày nhớ bây giờ kiểu bên này về nghe con cháu nó cần thiết thì mua cho nó chiếc xe, gửi gì cho nó 2.000 cũng có thể mua cho nó chiếc xe. Nó đi học thì người ta cũng gửi tiền cho học phí đó. Nhiều khi ở Việt Nam các bạn nếu làm công nhân các bạn có cho con cháu được như vậy không? Còn nói như anh chàng này sướng mà có 1 triệu đô, đó là người khoe của các bạn. Người Việt Kiều, đặc biệt là Kiều bào ở bên này, người ta họ không thích phô trương ra. Như ở những cái video trước mình hay quay những cái nhà, chẳng qua là gì, cái sự theo dõi của mấy anh chị, theo dõi cái khoảng thời gian của mình sống, thì mình chia sẻ cái cuộc sống của mình để cho mọi người biết là khi qua bên này từ cái khổ nó lên, cái nó vượt qua cái mức giờ bắt đầu mình hòa nhập với mình sống thôi. Cái mình cũng chẳng có muốn
chia sẻ tới những hình ảnh nó làm gì. Nó cũng chẳng có hay ho gì. Ở Việt Nam á, thì hay dễ giàu, giàu ít nói cho giàu nhiều, phô trương ra, phô trương để cho người ta thích thú mình, người ta ngưỡng mộ mình đó, tự hào, sống ảo hơn chút. Nhưng mà người bên này á, người ta họ thích che giấu đi cái sự giàu có, người gọi là giả nghèo, đúng không? Người ta không có thích chia sẻ là tôi có 2 căn nhà, 3 căn nhà. Làm vậy thì vô tình là nhiều khi là trộm cướp, rồi người ta để ý mình thêm, phòng ngừa mình thêm, chứ chẳng ít sướng gì hết á. Nhưng mà ở Việt Nam là các bạn thị y vậy, để gì, để gái theo, để người khác thích, người ta tung hô mình, đúng không? Không có, phải dây mượn tiền để mua xe, mua cổ, rồi nhà của người ta đứng chụp hình lên. Ở bên này mình cũng thấy có 1-2 ông ba YouTuber cầm điện thoại ông quay ở cái nhà thì cũng bình thường thôi, cứ quay ra nó nói với mọi người ở bên Việt Nam ở đây nè, bên này có thể là mua nhà biệt thự nè, các bạn thấy ở nhà tôi, ông nhà tôi nhà biệt thự nè, thử mẹ đâu, nhà tan tan nên thường các bạn ở Việt Nam bạn không thấy, rồi họ quay cái góc khuất đó, quay cái hàng rào của họ không chứ có gì đâu. Nhưng mà mọi người ở bên này người ta biết hết trơn à, bạn sống ở đâu đó, nếu mà bạn cần sơ xuất chút xíu người ta có thể phát hiện cách lối sống của mình, gặp nhau ngoài đường người ta hiểu hết. Nhưng mà cái đó chuyện ai nấy lo. Ở Việt Nam thì cứ lên mạng ngồi một cái góc nhà hay là một góc đất nào đó, góc trống nào đó, nó thao thao bất tuyệt, giàu có rồi. Nó đủ thứ, các bạn sống nó hơi bị sĩ diện ra ngoài. Giàu có đâu là gì hết á, ở bên này là nhiều người người ta vài ba chục tỷ hay là triệu đô la thì bình thường, mình thiếu cha gì nhiều, anh chị người ta sống bên này người ta 2-3 căn nhà, tài sản người ta vi vu, người ta vẫn sống bình thường. Tiền gửi về Việt Nam người ta xây lâu đài này nhà nọ, lầu 3 lầu 7 tùm lum, người ta đâu có khoe ra. Còn ở Việt Nam các bạn cứ hay khoe ở tôi như thế này, tôi như thế kia, ăn sung mặc sướng, rồi thậm chí có nhiều người không có thu nhập bao nhiêu hết thì cũng sung sướng. Nó là sung sướng là do cái xã hội của mình nó thích bù khú. Ví dụ như người giàu người ta ăn uống nó ngon lành quá, cái người nghèo cũng cảm thấy thèm thuồng. Rồi khi mà có cơ hội là bữa nào trúng mánh cũng phải ra nhậu bằng thằng đó. Rồi nhậu xỉn tưng tưng lên, rồi bắt đầu là coi trời bằng dung. Úi, mày nói đụng chạm tự ái của tao này nọ, tao cỡ này tao chơi mày luôn, chơi tới bến luôn. Cái người giàu hay là người đàng hoàng, người ta biết tích lũy, biết làm ăn, biết nghĩ sâu nghĩ xa, ai rảnh đâu mà chơi tới bến với các bạn. Mấy người đó người ta không có quan tâm. Còn mà nói làm cực khổ rồi như trâu như bò rồi đó là cái người Việt mình hay vi von đó mà. Bản thân đi làm thì ai cũng khổ, ở Việt Nam người ta đi làm công nhân. Các bạn thấy không, để ý công nhân ở những hãng ở như ở Bình Dương hay là gì ở dưới khu công nghiệp Sóng Thần vậy đó, không? Khu gì Lê Anh Xuân rồi đó. Ở các tỉnh đều có những cái khu công nghiệp, khu nhà máy dệt, máy vải, mấy đồ may mặc rồi đó. Công nhân vô đó cũng ngồi cũng chai mông thôi chứ, từ sáng tới tối làm tăng ca cũng, thì cái đời sống của họ bao nhiêu, một tháng được bao nhiêu tiền, rồi họ xây sở cho cái đời sống của họ bao nhiêu. Nếu như những người đó mà họ đi nước ngoài, ở bên này mà họ nhận những công việc như vậy đó, họ cho đi mà trả lương giống như một tháng như 4.000, 3.000 đô, 4.000 đô, thì một tháng ít nhất họ dư ra phải hơn 2.000 đô, một tháng dư ra 30 triệu rồi đó. Một tháng bên này làm, bên Việt Nam làm cả năm rồi còn muốn gì nữa. Bây giờ ví dụ như là tiền Úc đi, 115 tháng 4.000 đô, tháng 4.000 đô là bằng 60 triệu tiền Việt Nam rồi, tương đương gần một năm làm của công nhân ở bên đó rồi. Người ta qua người ta làm vẫn có giàu, vẫn tốt đẹp hơn chứ. Làm 5 năm 10 năm người ta về cất nhà cất cửa, con xe cộ về, ước vọng của người ta chỉ bao nhiêu đó thôi. Sống lên làm có tiền, người Việt Nam, đặc biệt người Việt Nam luôn, ai cũng mong ước như vậy đó, lớn lên có gia đình, đúng không? Không có muốn gia đình thì tùy, nhưng mà gì làm việc cất nhà hay là mua cho mình một cái căn hộ đỡ mình ở, rồi có xe, người ta có xe thì mình cũng phải có xe, đời sống thư giãn thì mình cũng phải thư giãn. Ở bên này các bạn nó không có thư giãn nè, chẳng qua là người Việt Nam mình cố gắng, người ta tham tiền đó, người ta làm tham tiền để gửi về Việt Nam cất nhà đó. Các bạn thấy những người Việt Nam mình cứ mỗi lần người Việt kiều qua bên này là ở Việt Nam thay đổi cái nhà 5 năm hay 10 năm ít nhất là cũng cái gia đình từ đường đâu mà thay đổi. Gia đình của người ta Tết đều về, có con, có cái, có sum họp, gửi về là ăn Tết nó ấm áp rồi đó. Các bạn nhìn xung quanh đó,
Có những cái gia đình mà không có Việt kiều á ha, à, tới Tết rồi người ta bận rộn, người ta chạy nháo nhào ra chợ ra đồ buôn cái này bán cái kia, chụp cái này hốt cái kia để mà có tiền để mà dành dụm để mà tới Tết để người ta tiêu. Còn những nhà gia đình Việt kiều người ta hơi hơi bị an nhàn chút xíu, đùng cái cuối năm ấy người ta gửi 1.000 đô gửi gì cho cha cho mẹ cho anh cho chị gì đó, một ví dụ nhiêu đó thôi, 1.000 đô đó đủ người ta ăn chi tiêu trong một tháng, hoặc là người ta sắm sửa cái tivi nhỏ nhỏ cái thời đó. Bây giờ thì nó hơi mắc hơn, thì người ta có tivi rồi, năm nay cho cái tivi rồi thì năm sau cho cái khác, đúng không? Tới Tết người ta cũng rủng rỉnh rồi, bàn thờ của người ta khang trang, nhà cửa người ta sạch sẽ, người ta ngồi trong nhà mua bình bông ngó ra cũng ngon lành rồi, hơn những gia đình mà chưa có Việt kiều người ta phải vật lộn chạy nháo nhào chứ không phải giỡn đâu, nó lợi hơn gấp 10 lần nữa. Chứ đừng có kêu là khuyên là bà con Việt kiều Việt Nam mà đừng có đi ảo mộng qua bên này, khổ khổ nhưng mà nó trả được cái giá cho bạn hài lòng, khổ nhưng mà bạn bạn có được cái tài sản nó trả đúng giá. Còn ở Việt Nam các bạn khổ như thế nào, khổ là bèo nhèo luôn đó. Việt Nam mà đúng cái nghĩa của cái khổ, không ai lo cho các bạn hết. Bây giờ là nhiều chính sách người ta chủ trương là cho đi xuất khẩu lao động, tức là chính phủ người ta đồng ý là bây giờ Việt Nam không có việc làm nữa thì thôi bây giờ tạo điều kiện đi, quan hệ của những quốc gia cố gắng nha, chính phủ là thủ tướng là chủ tịch nước người ta đi quan hệ ngoại giao nhiều quốc gia để làm gì, cô công việc của anh bên ai có, tôi có lực lượng lao động đang dư thừa như vậy đó, đủ điều kiện để bên anh có tuyển hay không, thì nó đủ điều kiện thì anh tuyển đi đi đỡ mà có kiều hối gì hết chứ. Mỗi người dân thì người ta cái kiều hối đó đồng ý vô nhà người ta, nhưng mà vô nhà người ta cái nhà người ta tự nhiên là tự nhiên cái làng cái xóm nó có cái nhà khang trang lên, ở đâu có, bạn ở Việt Nam bạn bạn làm cắm đầu luôn đó, bây giờ không có cái lực lượng xuất khẩu đi nước ngoài đi, xuất khẩu lao động đi nước ngoài đi, không có kiều bào ở bên này đi, Việt Nam tự cung tự cấp lên dù tất cả tự nhiên cái nhà nó mọc ầm lên vậy à. Cái góc nhìn của mấy anh chàng này á, thì cái kiểu anh ức chế, anh nói tại sao Việt kiều những cô bác anh chị mà bên này người ta đấu đá về chính trị đó các bạn, người ta nó hay nói về chuyện chính trị, người ta bực tức quá, người ta tại vì Việt Nam mình có nhiều thứ nó nhiều khê so với ở những quốc gia như thế này, khi người ta có được cái may mắn người ta đi qua bên này đó, tức là đi vượt biên hay là đi xuất khẩu lao động hay là đi diện đoàn tụ gia đình vân vân, tất cả mọi thứ học hành du học dù rồi người ta định cư lại thì người ta thấy được một cái chất lượng cái cuộc sống bên này nó tốt hơn Việt Nam, thì người ta họ mới nóng lòng, người ta cảm thấy nó hơi xót thương tại trong đó nó có gia đình của người thân của người ta ở bên Việt Nam, người ta đã sống bên này rồi có một cái cuộc sống nó tốt, đồng ý phải đi làm nữa mà có tiền ở ai cũng đi làm hết á, nhưng ở Việt Nam bạn phải cũng phải cật lực đi làm nhưng mà cái đời sống của bạn nó không có đáp ứng đủ, cũng phải lo toan, cũng phải lo lắng đủ thứ, từ bệnh tật bệnh đau thì người ta ở sống ở bên này rồi đó người ta mới thấy, đầu tiên là người ta nhìn vô cái hoàn cảnh gia đình của người ta trước, cũng một gia đình có chỉ có một người con thôi nhưng mà anh chị em rồi con cháu chắc của người ta vẫn còn vất vả, người ta cứu không nổi các bạn, người ta giúp không có đủ thì người ta mới lên tiếng, trong khi người ta ở qua bên này rồi người ta là một công dân khác rồi đúng không, người ta sanh ra ở một cái chân trời khác, một quốc gia khác mà tự được qua bên này á, cái chính phủ của người ta lo ngang hàng với một công dân của cái quốc gia sở tại đó, họ đối xử công bằng, mình thiệt thòi họ giúp đỡ, mình có con mà khó khăn họ cũng giúp đỡ, mình không có việc làm họ cũng giúp đỡ, mình bệnh mình đau mình cũng miễn phí, mọi thứ nó đều công bằng với người ta. Tại sao lại nói là ở bên này nó không nó khổ, nó không đẹp, nó tốt đẹp bằng ở Việt Nam, thì họ mới nhìn về Việt Nam những cái mảnh đời, đầu tiên là cái gia đình của người ta, nó sau đó là cái cộng đồng những người mà khó khăn khổ sở như vậy đó, chứ còn người giàu thì họ quan tâm làm gì không hả, giàu thì họ không có quan tâm, mà thậm chí người giàu Việt Nam họ cũng chung tay với những người ở bên này họ giúp đỡ nữa. Các bạn có thấy những cái nhà hàng không đồng, những cái quán ăn hàng tháng họ giúp đỡ cho cái người Việt Nam mình ăn cơm miễn phí không? Ở những cái bệnh viện, những nơi đó rồi ở miền Tây có nhiều cái căn nhà người ta ở bên này người ta gửi tiền về cất nhà cất cửa cho Việt Nam này, với cái mấy cái thằng lôi trôi mà lên nói xào thiên tinh thiên địa có triệu đô đó, nó có đi giúp ai đâu,
nó chỉ là me lanh me lẹ hay là cơ hội chụp chụp hốt bắp hốt chụp giật cơ hội của nó rồi. Nó có tiền nhưng mà cái đồng tiền đó nó không có giải quyết cho cái nhu cầu xã hội, rồi nó lên nó ngồi nó nói nó thanh nó tướng vậy thôi. Đó là ở góc nhìn của nó, còn nói xa ra cộng đồng thì nó phải khác. Ví dụ như là nó làm được, nếu nó không khuyên người ta không đi nước ngoài xuất khẩu lao động hay là đi định cư vì cái cuộc sống bên này khổ quá, vậy thì nó đủ khả năng để chăm sóc cho cái hoàn cảnh của người ta, nó có thể xây dựng cho cái đời sống của người ta khác hơn không, trong khi chính phủ còn chưa làm được mà sao mà người dân bình thường người ta mà mở miệng nói được. Cho nên nó bị ném đá là đúng chứ, còn kiều bào người ta bên này người ta thấy cái đời sống bên này tốt hơn thì người ta kêu gọi nếu có cơ hội người ta đi nước ngoài xuất khẩu lao động cũng được, định cư cũng được, bằng mọi cách đi qua bên này đi, nếu hợp pháp, đừng có đi làm phạm pháp thôi, nếu có may mắn nếu có cơ hội thì nên đi. 100% là bên này nó vẫn tốt hơn ở bên Việt Nam, từ luật lệ, từ cái bình đẳng, từ cái tự do, từ cái công ăn việc làm, từ giá trị đồng tiền, từ tới môi trường, từ tới thức ăn an toàn thực phẩm, y tế giáo dục, mọi thứ nó hơn hẳn Việt Nam toàn bộ. Còn cái chuyện vui buồn đó là do cá nhân của mình cố chấp nó quá, mình không chịu thay đổi, mình sao mình vui được, mình không chịu hòa nhập với người ta, mình coi là mình đi Việt Nam mình qua bên đây là thân tàn ma dại, mình là người nghèo, hay là mình đi qua mình mưu sinh rồi mình đi muốn thay đổi cuộc đời, từ quốc gia nghèo, từ người nghèo rồi đi qua đổi cuộc đời mà cứ bắt người ta hòa nhập với mình. Người Tây á, người ta về Việt Nam người ta học tiếng Việt, người ta nói để hòa nhập với Việt Nam, trong khi Việt Nam qua bên đây bắt người Tây là nói tiếng Việt nè, làm sao có chuyện đó được, rồi mình qua mình không chịu hòa nhập. Cho nên mình nói các bạn á, những người nào giàu có rồi, có tiền rồi, nếu muốn qua bên này mà sống á, mà sống quay lại con số không thì rất là vất vả khổ, thì tốt nhất là ở Việt Nam, nếu có cơ hội đi qua du lịch chơi dài 3 tháng. Hiện nay chính phủ của Úc đây nè, họ cho visa tới 3 năm mà ở trong quốc gia của nước Úc tới 3 tháng, có thể đi đi chơi 3 tháng rồi đi hỏi đi han thăm dò coi thử cái đời sống ở bên này nó tốt đẹp như thế nào, chứ không phải đánh giá là cái cuộc sống mà ăn nhậu rồi đi ầm ầm ao ao rồi. Việt Nam thiệt sự các bạn chưa có đấy, nếu mà anh chị và các bạn mà xem những cái người chuyên gia về giáo dục đó, người ta nói Việt Nam, họ nói là ở Mỹ, ở Úc và Canada hay là ở những châu Âu là những quốc gia tiến bộ đó, quốc gia tiến bộ, văn minh và tiến bộ đó, họ có cái tự do. Còn ở Việt Nam là các bạn là gì biết không, là hoang dã chứ không phải tự do. Muốn quýnh nhau là quýnh, muốn chửi nhau là chửi, muốn luật lệ là không có cái luật cái gì hết á, nó hoang dã. Các bạn mấy ông chuyên gia đó, về các bạn xem tiến sĩ giáo dục ở Việt Nam đó, giảng từ Trung đó, nói Việt Nam là mình là hoang dã chứ không phải tự do. Đầu lắm đó, chứ không phải ấy đâu. Soi đi, những người chuyên gia người ta mới ngồi nghiên cứu kỹ từng cái bữa cơm, từng cái hành động, từ cái cách sống, từ cái văn hóa, từ cái đủ thứ, từ cái lề lối làm việc, từ cách suy nghĩ, từ cái văn hóa của mình hôn giá lắm á. Cho nên qua được nước ngoài là học được những cái văn minh của người ta, còn ai mà không có chịu học mà cứ khư khư á thì suốt đời thì cũng là người Việt Nam cái kiểu vậy thôi. Cho nên qua bên này chịu không nổi, qua đây thì mình thay đổi lên cho mình, nâng cấp lên cho mình, học những cái văn minh của người ta thôi, đi đường đi luật lệ, đi đường lái xe lái đồ, cách làm việc, cách trang hòa với nhau, mình sống vậy cái đầu mình mới thoáng ra, mình mới suy nghĩ được nó tốt hơn, mình có những cái suy nghĩ nó chính kiến hơn, chứ mình đâu có thể hùa theo một cái mình mà tối tăm, hay là mình không có cái tự do suy nghĩ đó, mình không có tự do cho mình, không có chính kiến của mình đó, mình sẽ bị những người khác dẫn dắt, đặc biệt là ở Việt Nam là những người giàu hay dẫn dắt những người nghèo. Tại vì người nghèo cứ nhìn thần tượng, người ta không biết cái cách người ta làm giàu, người ta ăn cướp, người ta hối lộ, người ta tham nhũng, người ta gian lận cái gì đó, người ta vơ vét cái gì đó, có tiền ở đâu tự nhiên có cái lâu đài lên, đi xe hơi lên, là người ta mặc áo vest lên chải chuốt cho đẹp, là các bạn thần tượng của ông đó, ông nói gì cũng nghe tại ông giàu mà. Bây giờ thiếu cha gì dài thôi, dài ông trọc phú lên thao thao bất tuyệt chửi đủ má đủ mẹ đầy mạng, rồi bắt đầu các bạn cứ lắng tai nghe thích thú,
chứng tỏ người ta giàu, nhưng mà các bạn không có biết là cái quá trình của người ta giàu như thế nào, có chính đáng hay không, không ai biết hết. Thậm chí có quan chức rồi, các bạn thấy không, cha mẹ phụ huynh một bây giờ cũng vậy, mà muốn cho con cái rồi thôi bây giờ mình ráng học để vô cái ngành đó, mình dính vô mình lóng mình chen vô cái cơ sở chính quyền đó, mình làm đi vài năm mà giàu rồi. Con ông đó ông vô ông đó làm mấy năm mà giờ ta bụng to, nhà có cửa xe. Các bạn cứ thử hỏi quy ra một cán bộ công nhân viên chức, người ta làm một lương tháng có mấy triệu bạc, mà tự nhiên đùng mà làm mấy năm mà tự nhiên mua đất mua đai mua nhà lầu xe hơi, đâu có. Tiền tham nhũng tiền hối lộ nó mới có chứ làm gì mà có. Tiền Việt Nam không có minh bạch. Mấy năm trước đây á, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói, ông cũng có nói đó là để mà minh bạch tài chính vô cùng khó, chưa làm được. Mà không biết chưa làm được hay là không làm được thì cũng chưa hiểu. Nếu chưa làm được thì càng khó khăn luôn. Ở bên này trong khi người ta gọi là minh bạch về tài chính. Minh bạch về tài chính là gì? Mỗi cá nhân ở bên này khi đủ 18 tuổi đều có một mã số thuế cá nhân cho chính phủ biết. Nếu bạn đi làm việc, ngay cả người nước ngoài mới đặt chân vô nước Úc đây, người ta cũng phải khai thuế cho mình trước rồi, để cho mình một cái mã số thuế cá nhân. Tức là mỗi năm mình phải đi khai thuế, ít nhiều không có thu nhập cũng phải báo cáo cho chính phủ biết mình có thu nhập hay không, để người ta biết mình là có tiền. Cho nên ở bên này người ta mới phân định được là người nghèo, người giàu, anh làm thu nhập thấp, anh thu nhập thấp, anh không có thu nhập, anh thuộc diện nghèo cần phải hỗ trợ. Ở Việt Nam tiền không minh bạch, ai cũng làm lấy tiền mặt, chính phủ đâu biết đâu. Các bạn hiểu không? Có nhiều cái nó gian lận vô cùng tận. Cho nên các bạn thấy các bà già bán rau gì đó đâu, ngoài kia cũng có cái nhà biệt phủ bà đứng tên đó. Bên này là có chuyện đó. Bạn mua nhà, bạn đứng tên nhà và bạn có làm gì tới chính phủ, người ta nói, ủa người ta cái tiền minh bạch, ủa lâu nay bà thất nghiệp, bà bán rau, bà không có thu nhập, sao tự nhiên bà có cái nhà lầu bự vậy, tiền này ở đâu, bà cơ khai ra cho tôi coi. Rõ ràng tiền gian lận ở đó, tiền con của tôi có, tiền con của tôi cho, nó làm cán bộ nó cho đúng không, vậy tiền ở đâu nó cho, thì người ta điều tra tới người khác. Còn ở Việt Nam các bạn mờ ảo ảo làm trao đổi tiền mặt không, nó tiền lia tiếng lét, nó sai hết. Cho nên cán bộ Việt Nam mới đi đêm với nhau, mới có các bạn vừa rồi chuyến bay giải cứu, người ta đi mang cái vali quà đi đưa tiền tới, rồi tiền bỏ trong cái mấy cái hũ hũ rượu đó, đó nó lách luật bằng cái đó đó. Nó tào lao, nó nhiêu khê lắm. Nói về cái chuyện mà ở Việt Nam nó nhiêu khê vô cùng. Các bạn thay đổi, mình nói không biết được mấy chục năm, không biết mất mấy chục năm nữa thay đổi, thì cũng mong cho thay đổi chừng nào thì ở Việt Nam có lợi thôi. Chứ còn ở bên này như tụi mình đây, những người Việt kiều ở bên này, người ta đã hướng cái sự thay đổi đó trước các bạn mấy chục năm rồi mà. người ta nói ra, người ta không có lợi gì hết đó. Nói để cho người Việt Nam ở trong nước hiểu, ở nước ngoài có những cái sự nó khác biệt mà có lợi cho người dân, có lợi cho người thấp cổ bé họng, thấp cổ cho người nghèo, có những người mà lao động khổ sở. Nói cho các bạn biết rồi, các bạn nói hay là nói để cho những người lãnh đạo, những người chính phủ người ta hiểu. Mình nói bây giờ là đến lúc rồi, mình còn phải thay đổi như thế nào. Nếu không được thì bắt chước người ta luôn, mua bản quyền mẹ nó đi. Cứ đưa ra những cái thay đổi mà nó không có trúng đâu, nó cứ trật lên trật xuống rồi hành dân hành khổ, tội cho người dân chứ. Việt kiều người ta nói lên nói tiếng nói là nói như vậy đó, chứ ghét bỏ cái gì. Bảo đảm với các bạn là nếu có điều kiện các bạn đi xuất khẩu lao động, các bạn đi du học, các bạn đi đột tụ gia đình gì hay cái gì đó, bất cứ cái gì, nếu có cơ hội đi nước ngoài, đi Mỹ, đi Úc, Canada hay đi châu Âu, đi sang nữa New Zealand, đi Nhật Bản, Hàn Quốc cũng được. Nếu có cơ hội các bạn cũng nên đi. Tại vì ngay từ đầu các bạn xác định là gì, đi qua nước ngoài làm có tiền nhiều hơn ở Việt Nam, là chắc chắn điều đó là 100%. Đương nhiên nó khổ thì nó phải khổ. Rồi từ từ mình sướng. Nếu mình trở thành công dân, được công dân của người ta thì mình mới sướng nha. Nhưng mà mình thấy đặc biệt là ở những quốc gia như Úc, Mỹ, Canada rồi đó, các bạn có được cái họ xác nhận là bạn sẽ định cư, bạn sẽ trở thành một công dân của nó trong tương lai, và bạn đối xử công bằng, đó là một điều 100% chính xác. Chứ không có cái chuyện mà kỳ thị kỳ thoát nữa đó. Còn các bạn là do các bạn đi
đi theo bị những cái dịch vụ ở Việt Nam họ lừa các bạn, là bạn nó đưa qua những cái công ty làm cực khổ, thì bạn lúc đó bạn là người nước ngoài là bạn phải chịu dưới những cái sự nó thiệt thòi đó, bạn phải chấp nhận thôi. Khi bạn vượt qua được rồi đó thì bạn trở thành những cái hợp pháp ở bên này thì người ta đối xử bạn công bằng. Còn nói như mấy anh chàng như hồi nãy là nói này nói kia thì không có đúng, nói sai sự thật, trong khi là bạn đã không biết gì ở nước ngoài, bạn không biết gì về luật lệ bên đây, bạn cũng chẳng có biết gì về những cái kiến thức, những cái tự do, những cái bình đẳng, những cái lợi ích, những cái quyền lợi gì của người dân ở bên này hết. Và nói theo cái cảm tính như ở Việt Nam, và nói theo cái kiểu mà đấu đá lẫn nhau, tức là tìm điểm yếu mà nói, đúng không? Giống như là ở nước ngoài cũng khổ cực, cũng là làm lam lũ như trâu, lam lũ như ở bên này là người ta họ vi vô. Còn công việc thì bạn phải chấp nhận thôi, người Tây người ta vẫn phải làm, còn ai không làm thì người ta nghèo thôi, mình ai lưng là mình làm. Trời lạnh thì mình mặc áo ấm đây các bạn, trời mát mát lạnh thì mình mặc áo ấm, mà trời nóng thì mình cởi trần ra, mình phải thích nghi với nó chứ. Cứ cho rằng là ở Việt Nam sướng, hay là vài ông Việt kiều ở bên này cũng vậy, mới làm về Việt Nam mình về bắt đầu ăn chơi sung sướng, lúc nào cũng đi chỗ nhà hàng, đi tới chỗ này chỗ kia ai cũng cung phụng kêu sướng, thì đúng rồi, ôm cục tiền mỗi lần về nước thăm nhà là mang 20.000 40.000 về chơi, mà sao không sướng được. Các bạn thấy Việt kiều nào mà về mà tay không? Không, hầu như là một Việt kiều về người ta rớt xuống Việt Nam là bay 5.000 trở lên, 10.000 trở lên, nếu một mình á, một mình về chơi một 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 tuần 2 tuần thì cũng phải bay cái 5.000, còn tiền vé máy bay thì khỏi tính đi, người ta bỏ tiền ra người ta chơi, người ta đi xả stress. Và đặc biệt là về Việt Nam mình có cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, có nơi đó có bạn có bè, nó có quê hương của mình, đúng không? Rồi thấy những cái hoàn cảnh những em gái mưa hay là tươi mát đó, bắt đầu phải bo phải bung tiền ra mà xả chơi, bên này người ta đâu có chơi bao nhiêu đâu, rồi cho người này cho người kia quà cáp, làm bao nhiêu năm bên này không ai quan tâm, đời sống bên này người ta không có quan tâm, mà anh làm nhiều thì anh hưởng nhiều, anh làm được anh có tiền anh mua nhà anh mua xe là chuyện của anh, tôi cũng đâu có nhờ giá gì anh, không có hạ mình xuống tới ỷ ôi hay là nịnh bợ, chẳng ai nịnh bợ ai cả. Thì cảm thấy nhiều người Việt bắt đầu cảm thấy dĩ nhiên cái tâm lý của người Việt các bạn, không phải các bạn nào không đâu, mình cũng vậy, cũng có cái máu của người Việt mình, vậy cũng thích người ta khen, thích người ta tôn vinh, ví dụ về cái tâm lý thì khoái về Việt Nam có bao nhiêu tiền bung ra bạn bè nó nịnh bợ nó rồi bung tiền ra chơi cho đã, xong qua đây lại đi làm. Mỗi người Việt Nam thì mỗi một gia đình về các bạn, người về 20.000 40.000 đô la người ta chơi vài ba tháng thôi, 1 2 tháng là người ta bay tiền bao nhiêu tiền đó đó. Còn làm thì ai cũng khổ. Ở bên này thì nó khác ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì cái kiểu là thượng đội hạ đạt, ông nào mà làm chủ là làm cha luôn đó, làm chủ là giống như nuôi sống một công nhân của mình, là mình thả ra là công nhân nó chết hay là gì nó vất vả lắm đó. Cho nên cái công nhân ở Việt Nam trả lương rẻ mạt quá nên nó phải nịnh bợ các bạn. Còn ở bên này mình làm tao làm là không được thì tao về tao ăn thất nghiệp, chủ nó không có quyền nói, chủ nó không dám luôn, chủ phải chịu đựng thôi. Còn ở bên này mà nếu mà không có cái chuyện mà không có an sinh xã hội các bạn, chính phủ họ không có xây dựng cái chuyện mà phúc an sinh xã hội đó, không có ăn trợ cấp thất nghiệp hoặc không có giúp đỡ này kia, chủ nó cũng ba trời ba trợn, chủ rồi cũng làm cha đó. Lúc đó bạn mà qua bên này bạn bạn có tiền bạn cũng làm cha giống như Việt Nam, y chang Việt Nam vậy đó. Nhưng mà được cái là chính phủ họ xây dựng được cái mức đời sống an sinh xã hội là giúp cho cái người khổ đó, cái người mà tự nhiên mất việc làm, người ta kém may mắn, người ta không làm việc được đó, là người ta có sự hỗ trợ của chính phủ, là người ta ô thôi tôi không làm việc nữa, tôi ở nhà tôi xin tiền trợ cấp chính phủ tôi đủ tôi ăn. Tiền trợ cấp của chính phủ là người ta đủ ăn đó, chứ không phải là thiếu thốn hay là vừa đủ mua bao gạo như Việt Nam vài 300.000 đâu, người ta là bằng nửa cái tháng lương của một người lao động thực sự. Bây giờ người ta kiếm 1.000 mấy 2.000 đô đủ ăn đủ mặc đủ chơi tàn tàn, đủ lái xe hơi chạy phà phà khắp nơi. Cho nên người ta cái con người của người ta cảm thấy là gì,
người ta không có việc làm, người ta kém may mắn, người ta nghèo, người ta thiếu thốn, nhưng cái tính bình đẳng con người với nhau, người chủ với người làm công đối xử giống nhau. Anh không có cái quyền nào mà anh nói tôi à, mày nói tao không thích tao làm cho mày tao nghỉ. Còn ở Việt Nam là nghỉ là mất việc, nghỉ là con cái nó phải đói. Nhưng mà biết một công dân ở bên này người ta làm, ví dụ có gia đình đi, ví dụ như mình tự nhiên cái mà mất việc làm, mất việc làm phải chủ nó đuổi đi, họ mà không cho tao làm, tao không thích làm thì tao nghỉ, tao nghỉ về tao báo lên kia, tao về tao thất nghiệp rồi, tao mất việc làm rồi, thì chính phủ nó phải hỗ trợ. Hỗ trợ thì nó hỗ trợ cho mình. Bây giờ mình có con có cái mình nuôi, bây giờ đời sống mình nuôi con không nổi, nó cũng cho tiền cho con nữa, kiểu như vậy đó. Thì con người của nó mới tự tin lên à, mày chủ cỡ cỡ bà mày, mày làm giám đốc cỡ cha mày, tao không có liên quan, tao là người bình thường, mày đừng có liên quan với tao, tại tao không lấy tiền của mày. Còn cái chuyện mà tao ăn tiền đó là tiền của chính phủ xây dựng lên một cái hệ thống như vậy. Nếu một ngày nào đó mày giám đốc mày tụt, mày mất cơ hội, mày phá sản thì mày cũng giống như tao thôi. Đó, người ta sướng là sướng vậy đó, người ta công bằng, không nó bình đẳng, con người với nhau. Còn các bạn mà thấy giám đốc mà bạn nghèo á, mà đâu có ai giúp bạn đâu, bạn nghèo á mà thấy giám đốc, mà thấy công an, mà thấy làm chính quyền lãnh đạo này kia, bạn khum núm kia nè, bạn ruột bạn rề, bạn sợ chiến cơm manh áo thôi, chứ bạn sợ cái gì? Bạn thấy bạn ruột rề, bạn năn nỉ giám đốc, bạn thấy bạn khom lưng, bạn cắm đầu, bạn chào, bạn hỏi, bạn gì chiến cơm manh áo, bạn chào thôi, chứ chắc gì bạn thương, bạn thích mấy người đó đâu? Bạn gục mặt bạn chào mấy người đó là bạn lầm lì lì, người ta nói gì nói bạn không dám cãi lại là do chén cơm manh áo của mình thôi, bạn không dám cãi, bạn mất đi cái tự do của mình đó đó, bạn mới hiểu không? Cái quyền con người đó, cái quyền con người và cái tính tự do của mình không được nói lại với người ta, trong khi mình có cái chính kiến của mình không thích người ta rõ ràng, người ta nói sai nói đồ mình cũng phải dạ nín, trở thành một thằng nịnh, một thằng hèn. Còn người này đâu mày cãi tao đúng không, giám đốc mày sai không, đá đổ dịp nghỉ tao không làm cho mày, mày sai tao chỉ mặt mày sai, mày không cho tao làm nghỉ ở nhà tao thất nghiệp, có người khác lo tao đi làm khác, không lo gì hết. Ở bên này cũng vậy, nhiều người chủ tiệm nail tiệm đồ qua bên này làm được không cãi không nghỉ, người ta ở nhà, người ta có chính kiến của người ta đàng hoàng. Xuống vậy xuống nữa, khi mà bạn có chính kiến của mình, bạn có tự do suy nghĩ của mình, bạn đi tìm một cái mới. Bởi vậy có những cái suy nghĩ, những cái châm ngôn hay gì, cái những cái mà tốt đẹp hầu như là phương Tây người ta họ có trước. Họ có trước người Á Đông của mình. Người Á Đông của mình không có xây dựng một cái hệ thống đó, họ không có tự do, họ không dám. Các bạn khi mà bạn có một cái suy nghĩ gì khác với người ta là bị một cái nhóm người khác đó, đi trước hay là định kiến của xã hội nó chà đạp bạn, tê tua tàn tạ không còn gì mà để nói nữa. Còn bên này người ta nói, khi người ta có chính kiến người ta đưa ra, còn bạn có cảm thấy hợp hay không? Hợp thì bạn theo, không hợp thì bạn bỏ qua một bên. Bạn phải tôn trọng người ta chứ, mọi thứ tôn trọng. Cái sáng kiến của người ta khác, bạn khác. Cơ bản là gì? Người nào hợp, người ta xây dựng nên, ví dụ như những phần mềm, những cái vật chất mà xã hội bây giờ người ta xây dựng nên đó. Hầu như là người phương Tây thôi chứ người châu Á mình hay là người Việt Nam mình xây dựng ra được bao nhiêu? Hay là chẳng hạn như là computer, hay là điện thoại, smartphone, hay bây giờ là công nghệ AI, hay là trí tuệ nhân tạo là phải tay không? Việt Nam mình được gì? Cái định kiến xã hội đó nó níu kéo con người các bạn trở nên hèn đi, nhút nhát lại, mất đi tự do, mất đi lại cái quyền lợi của mình. Mình có thể làm được, nhưng mà mình mới nói tôi làm được thì người ta ném đá tôi không? Người ta chửi tôi thì sao? Nên bạn sống cho một cái nhóm người khác. Nói vậy cho nên Việt Kiều người ta bên này người ta thấy bị ức chế, người ta qua bên này đó người ta đối xử được với nhau, lao động với nhau, sáng tạo với nhau. Anh sáng tạo cái tốt thì có cái cộng đồng người ta ủng hộ, anh sáng tạo tốt thì quốc gia người ta mua cái trí tuệ của mình, còn anh sáng tạo dở thì thôi người ta gạt qua bên. Người ta có quyền phản ánh, người ta có quyền phản đối, người ta có quyền đưa ra cái sáng kiến khác. Còn ở Việt Nam các bạn hở mà chỉ còn trái ý thằng làm giám đốc hay trái ý thằng thủ trưởng một cái là coi chừng mất việc là thôi, nịnh cha ra đi, nó nói gì cũng nhắm mắt đưa tay lên tôi đồng ý tôi biểu quyết. Mình trở nên một thằng hèn, mất đi cái tự do, mất đi cái chính kiến của mình, rồi rút cuộc rồi cái xã hội nguyên trong một cái con người cá nhân nó đi ra một cái tập thể, một cái xã hội vậy, hở thằng nào làm lớn là các bạn tôn sùng nó lên thành thần thánh, ở Việt Nam gọi là thần tượng đó.
một thằng nó dẫn dắt á, mà cái thằng dẫn dắt mà nó khôn á, nó giỏi á, nó có tâm á, nó dẫn dắt các bạn đi đường đúng, mà trúng cái thằng ngu nó dẫn dắt bạn xuống sinh luôn, thiếu cha gì đó hả? Thấy không? Trong khi các bạn có thể chính kiến, các bạn có thể khôn hơn nó, nhưng mà các bạn bị thằng ngu nó dẫn dắt thì cũng chết luôn. Đó. Đó, ok, bây giờ mình cũng nói hồi nãy giờ cũng hơi dài rồi, cho nên hồi nãy mình thấy các anh chàng đã nói bậy bạ, nói trọc lóc rây hết rồi. Nhưng mà cũng lên nói theo theo bất tiệt, bây giờ hoạt ngôn chút xíu, nói xong rồi cắt ghép, nói cho nhanh, nói một hụt hơi hụt thở đó. Các bạn đi qua được nước ngoài, những cái quốc gia tiến bộ, văn minh và tiến bộ ha, mình nói cho các bạn biết, văn minh và tiến bộ là ở nó nước như chẳng hạn nè, Mỹ nè, Canada nè, Úc nè, New Zealand nè, hay những quốc gia châu Âu nè, có những quốc gia như Anh Quốc đồ nè, là những quốc gia văn minh tiến bộ, họ có những cái tiến bộ mà các bạn không bao giờ thấy. Các bạn sẽ trở nên cái đầu của các bạn nó thông thái ra nhiều, cho dù bạn là một người bình thường chẳng còn ăn học gì hết, nhưng cái đầu của các bạn có thể suy nghĩ nó khác nhau. Nếu bạn cần thì bạn đi học nó tiến thân nó nhiều hơn, còn không thì bạn đi làm được, nhưng mà cái đầu của bạn nó vẫn tự do được, vẫn có cái chính kiến của mình, bạn có thể ngửa mặt lên trời cãi nhau với thiên hạ được. Bạn nói ra những cái lý lẽ, những cái chính kiến đúng của mình mà nhìn nhận cái xã hội nó trung thực hơn, chứ nó không phải là hùa theo, nó không có nịnh bợ, nó không có chuyện mà mình thần tượng một ai là người ta, ông kia ông phải nói luôn luôn đúng, không có đâu. Bởi vậy người phương Tây, người ta có thể là dám chấp nhận cái bản thân của người ta hy sinh để người ta đấu tranh. Người ta đi hy sinh, người ta đấu tranh không có sợ gì mất hết đó, đấu tranh không được thì quay lại đường cùng, người ta có cái chính phủ người ta lo. Vậy thôi. Còn ở Việt Nam các bạn đâu dám đấu tranh đâu, bây giờ trở nên hèn hết. Có nhiều ông cán bộ ngồi xuống, các bạn có để ý mình có làm công, mình có làm ở trong nhà nước một thời gian, nên mình cũng hiểu được một ít nhiều cái thái độ sống của những người như vậy. Có nhiều người ta hèn luôn, người ta hèn, người ta không dám nói không à. Dành cho những người mà nào mà có tính bộc trực thì người ta cũng chẳng cần gì, mình tới đây để mình đóng góp cái sức của mình để cho cái thay đổi cái xã hội của mình nó tốt hơn. Mình là một người công nhân đi làm công việc cho nó tốt, cái công việc của mình để cho nó trôi chảy, với cho mọi cái công việc nó trôi chảy, chứ không phải là mình tới mình ăn cái lương, mình ăn cái chức, mình ngồi trong đó nó hèn lắm. Bởi vậy cho nên Việt Nam mới không phái là cái gì làm việc văn phòng ở chỗ đó đó, làm việc văn phòng hèn thí mẹ luôn, ăn mặc đẹp ngồi văn phòng ở chỗ, con người nó hèn lắm, nó không có tốt đẹp gì đâu, nó không bằng mấy anh chạy ráp hay mấy làm công dân tự do ở ngoài đâu. Nó tự do, nó nghiêu ngao, nó muốn làm muốn nghỉ đó, nó muốn cảm thấy là hôm nay tôi phải tốt hơn, tôi phải làm cật lực của tôi hơn, đó là mấy đó có chính kiến tốt. Còn mấy thằng làm văn phòng, làm ở trong cái kiểu hành cơ quan hành chính đó mà rụt rụt rè rè mà chờ đợi ăn lương ăn đồ, đó là mấy thằng hèn, không có ít sướng gì, không có sung sướng gì đâu các bạn. Rồi mai này nó chạy qua nó nói xấu chính, nó nói xấu thủ trưởng, nó nói xấu thằng kia, nó nói xong nó chè đạp lẫn nhau, rồi nó ngôi cái đầu lên cho nó không có tốt đẹp gì hết á. Ngôi là gì, mấy văn phòng Việt Nam mà cứ khen là tôi làm ở văn phòng này ngồi mấy lạnh, mấy thằng hèn. Ok, bye cho nha, hẹn gặp lại các bạn ở video sau, dài quá rồi.